Tiến hành kiểm tra kho xưởng của công ty cổ phần đầu tư thương mại HD ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chất đầy 5 tầng của tòa nhà là hàng chục tấn bánh kẹo có xuất xứ Thái Lan. Và trong kho xưởng của công ty này có cả một công nghệ sản xuất đóng lại đát nhằm gia hạn sử dụng của sản phẩm. Trên những cái hộp bánh mới này thì chưa có hạn sử dụng, chưa có ngày sản xuất. Và qua cái thông qua cái máy này thì là công ty HD đã dập lại ngày sản xuất và hạn sử dụng để đóng gói lại những cái sản phẩm như thế này. Cơ quan công an cho biết không chỉ gia hạn cho sản phẩm, công ty này còn đặt in nhãn mác bao bì, mã vạch ở một cơ sở tại Hoài Đức. Sau đó nhập bánh kẹo gần hết hạn từ Thái Lan với giá rẻ về, rồi đóng bao bì mới, nhãn mác mới, tự ý gia hạn thêm đát. Sau đó bán ra cho hàng loạt các siêu thị lớn ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Kể cả mã số, mã vạch cũng như cái xuất xứ là Made in Thái Lan, trùng với cái sản phẩm mà công ty nhập về, sau đó đóng mới và in đát mới đưa ra thị trường thì coi như là hàng mới mà còn hạn dài. Theo như đội quản lý thị trường số 11, thủ đoạn gian trá của công ty này là vô cùng tinh vi, gây nguy hiểm cho xã hội, cần phải tịch thu tiêu hủy số hàng hóa và tiến hành điều tra thu hồi tại thị trường mà công ty này đã tiêu thụ.